Về tình hình trong nước, vào tối 21 tháng 9, nhà chức trách thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phùng Anh Lê, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội, nguyên trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, việc khám xét diễn ra đến 21 giờ cùng ngày thì kết thúc. Lực lượng chức năng đã mang đi nhiều tài liệu cùng với một số người được che chắn không rõ mặt. Sau vụ chơi gôn trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ. Việt Nam vừa phê duyệt mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba. Vậy hiệu quả của loại vaccine này ra sao? Hiện có rất ít dữ liệu về loại vaccine này. Trên thế giới, ông Julian Chavulescu, nhà triết học và đạo đức sinh học tại trường đại học Oxford của Anh và trường đại học Melbourne của Úc cho rằng các quốc gia theo đuổi phương pháp loại bỏ Covid-19 hoàn toàn, hay còn gọi là Zero Covid, đang có những kỳ vọng phi thực tế về sự an toàn gần với sự bất tử. Hy vọng dập dịch của Trung Quốc lại xa vời vì chung các bệnh Covid-19 mới ở Phúc Kiến. Trung Quốc năm thứ Bảy liên tiếp được Freedom House xếp là quốc gia có môi trường tự do Internet tồi tệ nhất thế giới. Môi trường Internet ở Việt Nam cũng bị đánh giá là hạn chế. Sau 20 năm, Trung Quốc vẫn bỏ qua các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 22 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Khám xét nhà riêng của trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Kính thưa quý vị, vào tối 21 tháng 9, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện các lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp tư pháp đối với ông Phùng Anh Lê, trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo ghi nhận của báo Thanh niên, lực lượng thuộc cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chính quyền địa phương có mặt tại nhà riêng của ông Lê trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội từ lúc 17 giờ 30 phút. Việc khám xét diễn ra đến 21 giờ cùng ngày thì kết thúc. Lực lượng chức năng đã mang đi nhiều tài liệu cùng với một số người được che chắn không rõ mặt. Trước đó, từ đầu tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội cùng với một số người khác là lãnh đạo công an quận tây hồ để làm rõ các sai phạm khi ông lê giữ chức trưởng công an quận tây hồ theo nguồn tin sai phạm của ông phùng anh lê liên quan đến việc không xử lý tội phạm xảy ra vào năm 2016 chuyển sang một cập nhật đáng chú ý cục phó cục thuế tỉnh bình định mất chức sau vụ chơi gôn khi giãn cách kính thưa quý vị sau vụ chơi gôn trong thời gian giãn cách xã hội, Ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đã bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ. Vào ngày 20 tháng 9, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết đã ký quyết định miễn nhiệm chức danh ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định do vi phạm kỷ luật Đảng, uy tín giảm sút. Cục Thuế Bình Định sẽ bố trí một vị trí khác phù hợp với ông Thành. Trước đó vào tháng 11 năm 2019 ông Thành từng bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về những hành vi vi phạm khi đương chức Cục trưởng Cục thuế Bình Định. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới. Vaccine Abdala Việt Nam mua từ Cuba hiệu quả ra sao? Kính thưa quý vị, Việt Nam vừa phê duyệt mua 10 triệu liều vaccine Abdala của Cuba nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới quốc gia này từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã duyệt cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện đối với vaccine Abdala. Vậy, vaccine này có điều gì đặc biệt? Chưa được WHO phê duyệt Theo thông tin từ nhà sản xuất, vaccine Abdala được sản xuất theo công nghệ tiểu đơn vị protein. Vaccine này được tiêm 3 mũi và các mũi cách nhau 14 ngày. Vaccine Abdala đã được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thiết bị Y tế của Cuba, Checkmate, cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 9 tháng 7 cho người trên 19 tuổi và thử nghiệm lâm sàng với người từ 3 đến 18 tuổi. Vào đầu tháng 9, Cuba bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, theo đài CNN. Trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật vào ngày 19 tháng 9, Abdala cùng với vaccine Soberana của Cuba nằm trong số các ứng viên vaccine COVID-19 đang được chờ xem xét. Theo đó, Hồ sơ ứng viên vaccine Abdala đang ở giai đoạn được WHO bày tỏ sự quan tâm EOI với ghi chú là chờ thông tin về chiến lược và tiến độ để nộp hồ sơ. Sau EOI, một khi nhà sản xuất bổ sung thông tin theo yêu cầu, WHO sẽ tổ chức họp để đánh giá trước khi quyết định chấp nhận hay không chấp nhận hồ sơ. Sau khi hồ sơ được chấp nhận, WHO sẽ tiến hành đánh giá qua 5 bước trước khi có quyết định cuối cùng về việc phê duyệt hay không phê duyệt cho mục đích sử dụng khẩn cấp. Còn trên trang Vaccine Tracker cập nhật vào ngày 17 tháng 9 cho biết, vaccine Abdala mới được hai quốc gia là Cuba và Venezuela phê duyệt sử dụng khẩn cấp trước khi được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt. Về thử nghiệm lâm sàng, loại vaccine này đã tiến hành hai cuộc thử nghiệm giai đoạn 1, hai cuộc thử nghiệm giai đoạn 2 và một cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 đều tại Cuba. Abdala hiệu quả đến đâu? Rất khó để tìm kiếm thông tin khoa học hoặc các phân tích khoa học độc lập về vaccine Abdala. Theo đài BBC, trước đó vào hồi 21 tháng 6, truyền hình nhà nước Cuba gọi đây là một tin khoa học, nhân văn vĩ đại. Đến vào lúc tình trạng bị bao vây đã khiến chúng ta bị những tổn thất nặng nề. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ nói một loại vaccine tự phát triển khác của Cuba là Soberana 2 chứng tỏ đạt hiệu quả 62% khi mới chỉ tiêm 2 trong số 3 mũi cần thiết. Vaccine Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học phát triển, còn Soberana 2 do hãng Finlay thuộc tổng công ty sinh phẩm quốc doanh BioCuber Pharma sản xuất. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ trường Đại học New South Wales của Australia cho biết hiện thông tin khoa học về loại vaccine này rất ư ừ là hiếm. Vaccine Abdala của Cuba chưa được WHO, FDA hay EMA phê chuẩn. Tuy nhiên, Việt Nam đã phê chuẩn vaccine này. Rất có thể các giới chức y tế Việt Nam có dữ liệu thử nghiệm của vaccine Abdala nếu thế thì họ nên công bố dữ liệu cho công chúng Việt Nam biết. Nếu chưa có thì tại sao lại phê chuẩn? Ông Tuấn viết. Cũng theo giáo sư Tuấn, chính phủ Cuba cho biết dựa vào dữ liệu của 48.290 tình nguyện viên, hiệu quả của vaccine là 92,28%. Nếu đúng thì con số này thậm chí còn tốt hơn cả hiệu quả của Novavax của Hoa Kỳ đạt tới 90%. Nhưng dĩ nhiên là không thể so sánh một cách khoa học như thế. Việt Nam và Cuba hiện nay đang gặp khó khăn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, nguồn cung vaccine thiếu hụt là một trong những bài toán nan dài. Nếu như Cuba chủ yếu dựa vào vaccine trong nước, thì tới thời điểm hiện tại, Việt Nam dựa hoàn toàn vào nguồn vaccine nước ngoài. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Theo đuổi Zero Covid là kỳ vọng phi thực tế về sự an toàn. Kính thưa quý vị, kể từ khi có vaccine COVID-19, một câu hỏi mới đã xuất hiện con số tử vong và ca bệnh nặng vì Covid-19 sẽ là bao nhiêu khi gần như tất cả người dân đã được tiêm chủng? Đây là câu hỏi phổ biến nhưng không dễ để có câu trả lời. Theo báo SCMP, thế giới đang tiến gần đến lời giải khi ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ gần đạt tới tỷ lệ tiêm chủng tối đa. Dù mỗi nơi mỗi khác biệt, bức tranh chung hiện nay cho thấy có thể sẽ đến lúc thế giới phải chấp nhận Số ca tử vong vì Covid sẽ cao hơn so với bệnh cúm để bước tiếp xóa bỏ các biện pháp giãn cách và đóng cửa biên giới. Trong khi các quốc gia châu Âu có tỷ lệ tiêm chủng cao, phần lớn đều đã trở lại cuộc sống bình thường. Việc sống chung với Covid có thể khó được chấp nhận hơn đối với các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương, vốn trước đó đã tránh được tỷ lệ tử vong lớn bằng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Theo vị chuyên gia bệnh truyền nhiễm Roberto Bruzone Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Pasteur của Trường Đại học Hồng Kông, giới chính trị gia sắp tới sẽ gặp khó khăn để truyền đạt lại viễn cảnh trên cho người dân vì công chúng đã tin rằng vaccine có thể giúp mọi thứ trở lại bình thường. Có vẻ mọi người mong rằng chúng ta có thể chết vì mọi loại bệnh, trừ Covid-19. Chúng ta không cần các con số để du ngủ hay xoa dịu nỗi đau. Cái chết là một phần của sự sống và chúng ta cần nhìn nhận toàn cảnh của đại dịch này. Ông Brujone nói. Còn ông Julian Savulescu, nhà triết học và đạo đức sinh học tại trường đại học Oxford của Anh và trường đại học Melbourne của Úc, cho rằng các quốc gia theo đuổi phương pháp loại bỏ COVID-19 hoàn toàn, hay còn gọi là Zero Covid, đang có những kỳ vọng phi thực tế về sự an toàn gần với sự bất tử. Chuyển sang phần tin tức đáng chú ý về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Hy vọng dập dịch của Trung Quốc lại xa vời vì chùm ca bệnh mới. Kính thưa quý vị, Hy vọng dập tắt làn sóng dịch bệnh mới nhất ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc lại trở nên xa vời vì chung ca bệnh mới phát hiện. Vào hôm 21 tháng 9, tỉnh này đã phát hiện 42 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 3 ca không có triệu chứng, nâng tổng số ca bệnh trong đợt dịch mới lên 408 ca. Theo báo SCMP, trong số các ca mắc mới ở Phúc Kiến có 36 ca ở thành phố Hạ Môn, 5 ca ở Phủ Điền và 1 ca ở Tuyền Châu. Không có ca tử vong nào được báo cáo. Đáng chú ý, trước đó một ngày, Phúc Kiến chỉ có 28 ca mắc mới, con số thấp nhất trong 7 ngày liên tiếp. Làn sóng dịch bệnh mới nhất quét qua tỉnh này kể từ ngày 10 tháng 9, chủ yếu là do biến thể Delta. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý, Trung Quốc là một quốc gia tỷ dân, mật độ dân số rất cao, cộng với chính quyền có lịch sử che giấu dịch bệnh, làm đẹp con số, nên số ca nhiễm được các quan chức loan báo luôn bị ngoại giới nghi ngờ. Ngày 21 tháng 9 chính là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ hội Trung Thu ở Trung Quốc, thường là thời điểm các gia đình sum họp. Tuy nhiên, nhà chức trách nước này đã áp dụng các biện pháp hạn chế, yêu cầu nhân viên công chức ở lại trực trong kỳ nghỉ để ứng phó trong trường hợp bùng phát dịch bệnh. Các quan chức trên toàn Trung Quốc khuyến cáo người dân tránh đi lại không cần thiết và tránh tụ tập đông người. Bên ngoài Phúc Kiến, Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang cũng mới phải đóng cửa các hàng chơi mặt trược, dạp chiếu phim, quán Internet và một số địa điểm khác sau khi phát hiện một ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Một nhóm công tác chống dịch đã được cử đến thành phố để chỉ đạo xử lý tình hình. Trung Quốc năm thứ bảy liên tiếp bị xếp là quốc gia có môi trường tự do Internet tồi tệ nhất thế giới. Trung Quốc tiếp tục được xếp hạng là quốc gia có môi trường về tự do Internet tồi tệ nhất trong báo cáo của tổ chức Freedom House vừa được công bố vào ngày 21 tháng 9. Báo cáo mang tên The Global Drive right to Control Big Tech, tạm dịch, nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát các đại công ty công nghệ. Theo thang đánh giá với số điểm tự do nhất là 100 và ít tự do nhất là 0, Trung Quốc chỉ được 10 điểm. Tổ chức này cho biết các điều kiện đối với người dùng Internet ở Trung Quốc bị áp bức nghiêm trọng và đây là nước lạm dụng quyền tự do Internet tồi tệ nhất thế giới trong năm thứ 7 liên tiếp. Theo đó, người dùng bình thường tiếp tục phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với các hoạt động như chia sẻ tin bài nói về niềm tin tôn giáo của họ hoặc giao tiếp với các thành viên gia đình và những người khác ở nước ngoài. Chính quyền Trung Quốc đã đặt các án tù hà khắc đối với các hành vi bất đồng chính kiến trực tuyến, báo cáo độc lập và liên tục hàng ngày trần tục. Đại dịch Covid-19 vẫn là một trong những chủ đề bị kiểm duyệt gắt gao nhất. Các quan chức cũng thẳng tay đàn áp những gã khổng lồ công nghệ của đất nước với lý do lạm dụng của họ liên quan đến cạnh tranh và bảo vệ dữ liệu, mặc dù chiến dịch tiếp tục tập trung quyền lực vào tay nhà nước độc tài. Việt Nam năm nay nằm ở mức 22 điểm, trong đó 12 điểm về những trở ngại tiếp cận, 6 điểm về giới hạn nội dung và 4 điểm về những vi phạm quyền của người sử dụng. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với Góc nhìn chuyên gia với một bài phân tích bình luận có tiêu đề Sau 20 năm, Trung Quốc vẫn bỏ qua các quy định của WFTO. Kính thưa quý vị, theo Tiến sĩ Antonio Graceffor, mùa xuân năm 2000, Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tháng 12 năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tổng thống Bill Clinton bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ cùng hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Niềm tin thường được giữ vững vào thời điểm đó là việc gia nhập các tổ chức quốc tế sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Trung Quốc sang dân chủ và chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Tổng thống George Bush từng nói rất hay rằng không có quốc gia nào tìm ra cách nhập cảng hàng hóa từ phần còn lại của thế giới, trong khi vẫn bỏ bên ngoài những ý tưởng mới. WTO khi đó còn tương đối mới và Trung Quốc là quốc gia thương mại lớn nhất chưa phải là thành viên. Do đó, việc thêm Trung Quốc đã hợp thức hóa WTO. Người tiêu dùng toàn cầu được hưởng lợi từ sự thăng tiến của Trung Quốc vì giờ đây họ có thể mua được các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc các tập đoàn cũng đã hoan nghênh sự đi lên của Trung Quốc vì họ hy vọng có thể tiếp cận nhiều hơn với các thị trường rộng lớn của đất nước này. Và Trung Quốc thì đã vui mừng vì xuất cảng của họ tăng mạnh. Đến năm 2009, Trung Quốc đã thay thế Đức trở thành nhà xuất cảng lớn nhất thế giới. Không phải ai cũng hài lòng về việc Trung Quốc được đưa vào câu lạc bộ các quốc gia thương mại. Các liên đoàn lao động Hoa Kỳ đã rất lo ngại về số lượng công việc sản xuất sẽ bị mất khi các nhà máy chuyển đến Trung Quốc. Từ năm 1999 đến năm 2011, gần 6 triệu việc làm trong các lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ cũng như 2,4 triệu việc làm trong các lĩnh vực khác đã bị mất vào tay Trung Quốc. Sự thăng tiến của Trung Quốc đi kèm với lời hứa rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện nhiều thay đổi đối với các hoạt động thương mại của mình để phù hợp với các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế như giảm thuế quan, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ cho phép các lực lượng thị trường xác định giá trị của đồng tiền, chấm dứt trợ cấp của nhà nước đối với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp được ưu đãi, kiềm chế không bán phá giá, chấm dứt ép buộc chuyển giao công nghệ và cấp quyền tiếp cận thị trường đối ứng cho các công ty ngoại quốc. Giờ đây, hơn 20 năm qua, thế giới vẫn đang chờ đợi Trung Quốc thực hiện những thay đổi này và tuân thủ các quy tắc quốc tế. Một trong những lý do khiến Trung Quốc tránh khỏi bị trừng phạt vì các hành vi thương mại dường như không công bằng là do các cơ chế thực thi của WTO khá yếu. WTO đã phát triển từ một nền văn hóa hậu đệ nhị thế chiến của các quốc gia có cùng chỉ hướng, phần lớn bị ràng buộc bởi thỏa thuận đối xử công bằng giữa các quý ông với nhau. Tất nhiên, tranh chấp thương mại có thể và đã bùng phát nhưng các quy tắc của WTO đã được thiết lập với giá trị rằng hầu hết các quốc gia không tích cực tìm cách phá vỡ các quy tắc này. Cơ chế thực thi của WTO hoạt động hiệu quả với các nước tư bản và dân chủ, nơi các công ty hoạt động vì lợi nhuận và phần lớn không bị kiểm soát bởi chính phủ. Chúng không được thiết kế cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một quốc gia lai tạp giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc China Daily đưa tin, 70% trong số 2 triệu công ty tư nhân của Trung Quốc có chi bộ nội bộ của Đảng Cộng sản, nhấn mạnh sự kiểm soát trực tiếp của Đảng Cộng sản đối với khu vực tư nhân. Trung Quốc đang sử dụng WTO để làm lợi thế của mình. Thay vì tuân thủ các quy tắc, Bắc Kinh đang chọn và lựa chọn những quy tắc phù hợp nhất với lợi ích của chính Trung Quốc và sau đó khai thác chúng. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã khiếu nại Trung Quốc 23 lần. Khiếu nại phổ biến nhất là Trung Quốc được tự do tiếp cận thị trường ngoại quốc bao Hoa Kỳ trong khi tiếp tục hạn chế ngoại quốc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Ép buộc chuyển giao công nghệ cũng là một trong những điểm gây tranh cãi lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu các công ty nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định phải có đối tác liên doanh địa phương nếu muốn tiếp cận thị trường của nước này. Sau đó, họ lại yêu cầu đơn vị nước ngoài chuyển giao công nghệ cho đối tác liên doanh vì rất nhiều công ty Trung Quốc là thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc có chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các thành viên hội đồng quản trị đều thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này tương đương với ép buộc các công ty nước ngoài chia sẻ công nghệ của họ với Bắc Kinh để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường. Trong khi các công ty Mỹ phàn nàn về điều này thì rất khó chứng minh rằng Trung Quốc đang thực sự vi phạm các quy định của WTO. Do đó, nói chung thì WTO không đưa ra phán quyết có lợi cho các công ty của Mỹ về các khiếu nại liên quan đến việc cưỡng bức chuyển giao công nghệ. Thao túng tiền tệ là một vi phạm khác mà Trung Quốc đã từng mắc phải trong quá khứ. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã định giá đồng tiền của mình thấp hơn 30%, khiến hàng hóa xuất cảng của nước này rẻ hơn. Tuy nhiên, WTO không có quy định thực tế nào để bảo vệ chống lại việc thao túng tiền tệ. Một trong những thỏa thuận mà Trung Quốc đưa ra khi gia nhập WTO là trở thành nền kinh tế thị trường ME vào năm 2015 và sau đó không còn được đối xử đặc biệt như một nền kinh tế mới phi thị trường NME. Trung Quốc giải thích thỏa thuận này có nghĩa là quy chế NME của Trung Quốc sẽ tự động chấm dứt vào năm 2015. Thế giới đã hiểu thỏa thuận này có nghĩa là việc loại bỏ quy chế NME sẽ phụ thuộc vào một số đánh giá và rằng Trung Quốc đã được cho thời gian 15 năm để hoàn thành cải cách thị trường. Trong suốt hai thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không cải cách nền kinh tế và các hoạt động thương mại của mình, tiếp tục thực hiện các khoản trợ cấp bị cấm Ngoài ra, Bộ thương mại Hoa Kỳ đã cáo buộc một cách đúng đắn rằng Bắc Kinh vẫn thực hiện quyền kiểm soát một cách trực tiếp và gián tiếp đối với nền kinh tế và các tác nhân kinh tế chủ chốt, bao gồm cả việc phân bổ các nguồn lực. Bất chấp những lời hứa cải cách của Trung Quốc, nước này vẫn là một trong những quốc gia theo chủ nghĩa bảo hộ nhất trên trái đất. Trung Quốc tiếp tục bán phá giá thép, khiến các công ty hợp pháp đóng cửa kinh doanh. Chế độ này đã sử dụng các khoản vay ưu đãi và trợ cấp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ thông qua các chuỗi các tổ chức do chính phủ sở hữu hoặc do chính phủ kiểm soát. Và chế độ này tham gia vào hoạt động tấn công mạng cấp nhà nước để lấy cắp dữ liệu từ các công ty Hoa Kỳ và các công ty ngoại quốc khác. Để thực sự đủ tiêu chuẩn trở thành một nền kinh tế thị trường và trở thành một công dân toàn cầu giao dịch công bằng theo các chuẩn mực của WTO và phương Tây, Trung Quốc cần phải thay đổi cơ bản cách tiếp cận của mình về thương mại và về nền kinh tế nói chung. Trung Quốc sẽ cần thực hiện các cam kết trong WTO về thao túng tiền tệ, bán phá giá và trợ cấp, ngừng tấn công mạng cấp nhà nước và cưỡng bức chuyển giao công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cấp quyền tiếp cận thị trường đối ứng cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không cải cách trong 20 năm qua, có vẻ như chế độ này sẽ không thay đổi trong hai thập kỷ tới. Quý vị và các bạn vừa nghe quan điểm của tiến sĩ Antonio Graysafer với chủ đề Sau 20 năm, Trung Quốc vẫn bỏ qua các quy định của WTO. Bài bình luận của ông được đăng trên thời báo Epoch Times vào hôm 17 tháng 9. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 22 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.